Ông Trần Quốc Tuấn không có đối thủ cạnh tranh ghế chủ tịch VFF trong danh sách đề cử nhân sự ban chấp hành và ban kiểm tra VFF khóa 9. Ở vị trí chủ tịch, ứng viên duy nhất là ông Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn cũng đang là quyền chủ tịch VFF sau khi ông Lê Khánh Hải từ chức. Ngoài ra, ở các vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại đều có từ 3 đến 5 ứng viên. Các ứng viên cho vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn là Dương Nghiệp Khôi, Vũ Tiến Thành, Trần Anh Tú, Trần Quốc Tuấn và Phạm Ngọc Viễn. Các ứng viên cho vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ là Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành và Trần Anh Tú. Các ứng viên cho vị trí phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại là Lê Hoài Anh, Cao Văn Tróng, Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Thị Hoàng Phương và Nguyễn Xuân Vũ. Trên cơ sở danh sách tổng hợp đề cử hiện có, tiểu ban nhân sự sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của điều lệ VFF, hoàn thiện danh sách chính thức báo cáo ban chấp hành và trình đại hội. Danh sách đề cử nhân sự tham gia ban chấp hành, ban kiểm tra VFF khóa 9 nếu có cập nhật sẽ được tiểu ban nhân sự thông báo. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!